Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tiền Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1408. Kính thưa quý khán thính giả, ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Tiền Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Trump được nữ hoàng Elizabeth mời đến cung điện Buckingham. Nữ hoàng Anh Elizabeth cùng với các nhà lãnh đạo thế giới cảm ơn, ca ngợi các cựu chiến binh trong ngày D-Day. Cựu phụ tá Trump đồng ý nộp tài liệu về chiến dịch tranh cử của Trump. Hạ viện thông qua dự luật bảo vệ Dreamers bất chấp sự phản đối của tòa Bạch Ốc. Thảm sát Thiên An Môn để lại vết sẹo sâu trong tâm lý quân đội Trung Cộng. Tưởng niệm Thiên An Môn, hơn 180.000 dân Hồng Kông căn thức. Và sau cùng là Điện Cẩm Linh bác bỏ tin nhắn của Tổng thống Trump về việc Nga rút khỏi Venezuela. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin từ London, Anh Quốc hôm thứ Hai 3 tháng 6, Hoàng gia Anh Quốc đã trải thảm đỏ để chào đón Tổng thống Donald Trump. Nhưng sự hào hoa, lộng lẫy và bữa tiệc với nữ hoàng Elizabeth dường như bị lu mờ bởi quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ về Brexit, cũng như về nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh Quốc, và cuộc tranh chấp với công ty Huawei của Trung Cộng. Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã được vị nữ hoàng 93 tuổi chào đón tại cung điện Buckingham khi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Tổng thống Trump được chiêu đãi bằng toàn bộ nghi lễ hoàng gia, một bữa tối trang trọng với nữ hoàng, tiệc trà với người thừa kế là hoàng tử Charles, và thăm viếng nhà thờ Westminster, thánh đường này là nơi tổ chức lễ đăng quang của các vị vua Anh quốc trong 1.000 năm qua. Nhưng trên thực tế, vị tổng thống khó lường được suy nghĩ và hành động thứ 45 của Hoa Kỳ hiện đang khuấy đảo đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, nơi có tình hình chính trị rơi vào cảnh hỗn loạn trong nhiều tháng qua về việc Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu. Khi bay đến thủ đô của Anh quốc, Tổng thống Donald Trump đã gợi lại mối tranh chấp với thị trưởng London Sadiq Khan, người từng viết vào hôm Chủ nhật rằng Anh quốc không nên trải thảm đỏ cho Tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời mô tả Tổng thống Trump là một người thua cuộc. Chuyến thăm cấp nhà nước này từng được Thủ tướng Theresa May hứa hẹn hồi tháng Giêng năm 2017, khi bà trở thành nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên gặp Tổng thống Trump sau khi ông nhậm chức. Chuyến thăm được tổ chức như một cơ hội để kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt của Anh quốc với Hoa Kỳ, tăng cường liên kết thương mại và tái khẳng định sự hợp tác an ninh. Nữ hoàng Elizabeth tặng Tổng thống Trump một cuốn sách của Winston Churchill về Thế chiến thứ hai, trong khi quà tặng cho phu nhân Melania là một chiếc hộp bạc có nắp bằng sứ được thiết kế đặc biệt. Theo Reuters, quyển sách do cựu thủ tướng Winston Churchill, người lãnh đạo Vương quốc Anh trong Thế chiến II, viết có bìa màu đỏ sậm với những nét tô điểm màu vàng. Trong chuyến thăm chính thức 3 ngày, Tổng thống Trump đã tham gia lễ kỷ niệm năm thứ 75 ngày D-Day, ngày các lực lượng đồng minh đổ bộ lên Normandy trong Thế chiến thứ hai. Tổng thống Mỹ đã được tiếp đón trọng thể với những nghi thức của Hoàng gia Anh trong buổi yến tiệc đêm thứ hai. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân tặng nữ hoàng Anh một chiếc châm cài áo bằng bạc và sấp lụa đựng trong hộp nữ trang bằng gỗ thiết kế đặc biệt của tòa Bạch Ốc. Hoàng tế Philip được tặng một chiếc áo khoác có hiệu riêng của Air Force One và có ghi tên ông cùng ấn bản đầu tiên quyền tiểu sử của Đại tướng James Doolittle của Mỹ. Tin tổng hợp, hôm 5 tháng 6, nữ hoàng Anh Elizabeth cùng với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Donald Trump và bà Angela Merkel, tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy, còn gọi là D-Day. Buổi lễ này mục đích để vinh danh các cựu chiến binh của cuộc đổ bộ bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử đã giúp chấm dứt Thế chiến thứ hai. Nữ hoàng Anh, Thái tử Charles, các tổng thống và thủ tướng các nước đã đứng lên vỗ tay hoan hô các cựu chiến binh mang áo khoác nặng trĩu huy chương khi họ đứng trên một sân khấu bên cạnh đội lính danh dự sau khi bộ phim về cuộc đổ bộ Normandy được trình chiếu. Thế hệ thuộc thời chiến, thế hệ của tôi rất kiên cường và tôi rất vui được có mặt cùng quý vị ở Portsmouth, nữ hoàng 93 tuổi trong trang phục màu hồng tươi phát biểu. Nghĩa cử anh hùng, lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người đã ngã xuống sẽ không bao giờ bị lãng quên. Với sự khiêm nhường và niềm vui thay mặt cho cả đất nước, thực sự là toàn bộ thế giới tự do,
tôi xin nói với tất cả quý vị, xin cảm ơn. Cùng tham dự các hoạt động kỷ niệm tại Portsmouth với Thủ tướng Theresa May là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân, trong ngày cuối cùng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, ông Trump đọc lời cầu nguyện mà ông Franklin D. Roosevelt đã đọc năm 1944. Kẻ địch rất mạnh. Chúng có thể đẩy lùi lực lượng của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ liên tục quay trở lại và chúng ta biết rằng nhờ ân sủng của Ngài và với sự công bình trong sự nghiệp của chúng ta, những con em của chúng ta sẽ chiến thắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng Đức Merkel, các nhà lãnh đạo và nhân vật cấp cao của 10 quốc gia khác cũng tham dự. Được biết, vào sáng sớm ngày 6 tháng 6 1944, hơn 150.000 quân đội đồng minh đã rời Portsmouth và khu vực xung quanh để bắt đầu cuộc tấn công từ trên không, trên biển và trên bộ vào Normandy, với kết quả cuối cùng là giải phóng Tây Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã. Vào thời điểm diễn ra cuộc đổ bộ Normandy, các lực lượng Liên Xô đã chiến đấu với Đức ở phía đông trong gần 3 năm. Người đứng đầu Điện Kremlin Joseph Stalin ngay từ tháng 8 1942 đã thúc giục Thủ tướng Anh Winston Churchill mở mặt trận thứ hai. Cuộc đổ bộ có mã hiệu là chiến dịch chúa tể Operation Overlord do tướng Dwight D. Eisenhower của Hoa Kỳ chỉ huy. Đến nay, nó vẫn là cuộc tấn công đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, huy động gần 7.000 tàu lớn và tàu đổ bộ dọc theo khu vực bờ biển nước Pháp dài 80 km. Hàng ngàn người đã thiệt mạng ở cả hai phía. Trong các nghĩa trang bên khắp miền Bắc nước Pháp, có nhiều hàng thập giá màu trắng nối nhau, vinh danh những người đã khuất. Chỉ cần đọc mã hiệu của các khu vực đổ bộ như Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword cũng có thể làm các cựu chiến binh rơi nước mắt. Các chương trình sinh hoạt kỷ niệm có phần biểu diễn kéo dài một tiếng, để lại các sự diễn tiến trong thời chiến và có hình ảnh phi diễn của các máy bay quân sự thời trước bay qua. Sau đó, các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp gỡ các cựu chiến binh tham gia cuộc đổ bộ. Tin hoa tiền đốn, cựu giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Hope Hicks, một thời là phụ tá thân cận của Tổng thống Donald Trump, đồng ý giao nộp cho các nhà điều tra bên Quốc hội các văn kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 của ông Trump. Một nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Dân Chủ cho biết hôm 4 tháng 6, hành động này là một bước tiến cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler trong các cuộc điều tra về ông Trump, gồm có những tài liệu về chiến dịch tranh cử, nhiệm kỳ tổng thống đầy xáo trộn và cả về các lợi ích kinh doanh của ông Trump. Bà Hicks đồng ý cung cấp các giấy tờ hồ sơ từ chiến dịch tranh cử, bất chấp một chỉ thị của Tòa Bạch Ông khuyến cáo bà không nên giao cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện những tài liệu từ thời bà làm việc tại Bạch Cung. Bà Hicks và cựu luật sư Tòa Bạch Ốc Annie Donaldson được chát đòi của Ủy ban này hôm 21 tháng 5 trong lúc Ủy ban muốn tìm hiểu xem liệu ông Trump có cản trở cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 hay không, cũng như cái mối quan hệ giữa ban vận động của Trump với Moscow. Tòa Bạch Ốc chỉ thị bà Hicks và luật sư Donaldson không được nộp giấy tờ liên quan đến chính quyền Trump, nói rằng các tài liệu này dính líu tới các quyền lợi bảo mật của cơ quan hành pháp và đặc quyền của hành pháp. Bà Hicks thôi chức giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc hồi tháng 2 năm ngoái. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã soạn ra thời khóa biểu các buổi điều trần riêng biệt với bà Hicks và luật sư Donaldson cuối tháng này. Tin từ Hoa Tiền Đốn, hôm thứ Ba, 4 tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chấm dứt mối đe dọa trục xuất đối với thế hệ Dreamers, tức những người di dân được bố mẹ đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn vị thành niên, với tỷ lệ ủng hộ 237 trên 187. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã phê chuẩn luật này bất chấp sự phản đối của Tòa Bạch Ốc, vì chính phủ cho rằng hành động này là phần thưởng cho người di dân bất hợp pháp. Theo Reuters, không có dấu hiệu nào cho thấy Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ xem xét dự luật do Hạ viện phê chuẩn. Dự luật này sẽ trở thành chủ đề tranh luận trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội năm 2020. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ hệ Dreamers. Nhưng sau một loạt các cuộc đàm phán thất bại, Tổng thống giờ đây tập trung vào mục tiêu kiềm chế di dân và xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Dự luật của Đảng Dân Chủ sẽ bảo vệ khoảng 2 triệu người thuộc thế hệ Dreamers không bị trục xuất nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định, đồng thời tạo điều kiện để họ nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Một số người di dân này đang có sự bảo vệ tạm thời theo một chương trình năm 2012 do cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra. Hiện nỗ lực bãi bỏ chương trình này của Tổng thống Donald Trump đang bị khởi kiện tại tòa án.
Ngoài ra, dự luật của Hạ viện cũng sẽ bảo vệ 46.000 người di dân khác đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Chiếu theo chương trình bảo vệ tạm thời TPS cho các quốc gia chịu thiệt hại do thiên tai, chiến tranh và các biến động khác, trong tuyên bố đe dọa phủ quyết, Tòa Bạch Ốc cho rằng luật bảo vệ thế hệ Dreamers phải được kết hợp với các điều khoản di dân khác, bao gồm thắt chặt luật tị nạn, phân bố ngân sách cho bức tường và khuyến khích di dân đối với những người lao động có tay nghề cao. Theo bản tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cuộc đàn áp thấm máu của quân đội đối với những người biểu tình ôn hòa vì dân chủ ở Bắc Kinh 30 năm về trước có thể đã cứu được sự cai trị của Đảng Cộng sản, nhưng hành động này lại trở thành thập tự giá đè nặng lên quân đội Trung Cộng. Ngày nay, lực lượng chiến đấu lớn nhất thế giới này vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thảm kịch quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, bất chấp mọi nỗ lực để xây dựng lại hình tượng sau đó. Sau cuộc thảm sát, chính quân đội Trung Cộng đề nghị nên gọi phong trào sinh viên dân chủ này là một khoảng thời gian hỗn loạn về chính trị, thay vì là cuộc nổi loạn phản cách mạng. Điều này được cho là để giảm bớt tội lỗi và xấu hổ của những chiến sĩ quan Trung Cộng. Trước khi cuộc đàn áp Thiên An Môn diễn ra, quân Trung Cộng vẫn được công chúng Hoa Lục tôn trọng, ngay cả trong thập niên hỗn loạn của cách mạng văn hóa từ năm 1966. Quân đội hầu như không hề nhúng tay vào mà còn có những công việc chấm dứt sự hỗn loạn và đưa Trung Cộng vào con đường cải cách và mở cửa. Người ta ước tính rằng hơn 1.000 thường dân bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp Thiên An Môn. Nhiều nhà chủ hy tham gia vào cuộc đàn áp này đặt nghi vấn về quyết định sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc biểu tình. Nhất là họ chỉ nhận được một mệnh lệnh bằng lời từ trên xuống mà không hề có một văn bản chỉ thị rõ ràng nào của ông Đặng Thiệu Bình, người đứng đầu quân ủy Trung ương lúc bấy giờ. Tại buổi đối thoại, Sharin La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa cho rằng chính phủ rất quyết đoán trong việc ngăn chặn tình trạng hỗn loạn lúc đó. Nhưng theo nhà cựu nghiên cứu, sĩ quan hàng đầu của quân đội liên quan đến vụ đàn áp vẫn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về những mạng sống bị tước mất. Tin Hồng Kông, lo âu cho chính quyền tương lai của mình. Tối thứ Ba, 4 tháng 6, 2019, dân Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát phong trào dân chủ Thiên An Môn cách đây 30 năm bằng đêm canh thức tập hợp hơn 180.000 người tại một công viên, theo số liệu của chính quyền được Asia News trích dẫn. Đám đông tay cầm nến, đồng ca những bài tranh đấu, lắng nghe các nhân chứng. Theo tường thuật của AFP, từ 29 năm qua, năm nào Hồng Kông cũng tổ chức lễ canh thức tưởng nhớ các nạn nhân bị chế độ độc tài thảm sát. 30 năm sau, những đoạn phim quân đội Trung Cộng đã nổ súng vào sinh viên phản kháng không khỏi gây xúc động và lo ngại. Một người từ Hoa Lục tham dự cho biết, Trung Cộng muốn xóa bỏ sự kiện đã xảy ra, cấm sách báo nói đến, nhưng chúng tôi làm cho Thiên An Môn lưu truyền mãi mãi trong lịch sử. Hồng Kông là lãnh địa duy nhất của Trung Cộng, còn có thể tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn và tranh đấu cho nhân quyền. Đêm canh thức còn mang đầy ý nghĩa, biểu tượng trong bối cảnh bản thân người dân Hồng Kông phải nỗ lực tranh đấu cho các quyền tự do của mình đang bị Bắc Kinh tìm cách bóp nghẹt dần dần. Tin từ Mạc Thư Khoa, vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 6, Điện Cẩm Linh cho biết không rõ tại sao Tổng thống Trump lại đưa ra tin nhắn nói rằng Moscow rút về hầu hết các chuyên gia quân sự của họ tại Venezuela. Nga cho hay những chuyên gia này vẫn còn tiếp tục làm việc ở Venezuela. Hôm thứ Hai, 3 tháng 6, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết Nga khẳng định với Hoa Kỳ rằng họ rút hầu hết các viên chức của họ ra khỏi Venezuela. Trong khi đó, Moscow vẫn duy trì mối quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với Tổng thống Nicolas Maduro. Tuyên bố của Tổng thống Trump gây nên một sự xôn xao, bởi nếu thông tin trên đúng sự thật, thì điều này sẽ đánh dấu một thất bại đáng kể cho ông Maduro, người mà Washington rất muốn đánh bại nhưng lại nhận được sự ủng hộ của Điện Kremlin. Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin cho hay, Moscow chưa từng liên lạc với Tổng thống Trump về vấn đề này. Ông cho biết, dường như Tổng thống có được thông tin trên từ các bản tin mà viên chức Nga phủ nhận, bởi vì không có thông điệp chính thức nào về vấn đề này được đưa ra từ phía Nga. Hoặc cũng có thể Tổng thống Trump có được thông tin ấy từ một nơi khác. Ông Peskov xác nhận rằng, thực sự có những chuyên gia người Nga chuyên bảo trì máy điện toán được chuyển đi từ trước đó, và quá trình này đã diễn ra theo như kế hoạch. Trước tin nhắn của Tổng thống Trump trên Twitter, hôm Chủ nhật 2 tháng 6, một bản tin của tờ Wall Street Journal cho biết nhà thầu quốc phòng Nga Rosneft cắt giảm nhân viên của họ tại Venezuela xuống chỉ còn vài chục người. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Thưa
trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031. Số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Human Rights Watch, gọi tắt là HRW, kêu gọi Cộng sản Việt Nam phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh. Tin từ New York, ngày 5 tháng 6, 2019, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã ra thông cáo báo chí kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh, người đối diện với án tù nhiều năm vì cáo buộc nguy tạo tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015. Một ngày trước phiên tòa sơ thẩm xử án Ánh, HRW cho rằng đây là phiên tòa dàn dựng để xử một nhà hoạt động môi trường vì các bài đăng trên Facebook là một phần của chủ trương tiếp tục tấn công vào quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, cũng như đe dọa những người khác có thể dám lên tiếng chỉ trích chính quyền. Theo HRW, việc mở phiên tòa này ngay khi Hội đồng châu Âu đang chuẩn bị phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam rất tàn nhẫn. Cải thiện nhân quyền cần phải là một phần trong các thỏa thuận thương mại. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của HRW nói rằng tội duy nhất của Nguyễn Ngọc Ánh là nói lên suy nghĩ của mình, phản đối áp bức và bất công. Các bạn hàn thương mại và các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần cân nhắc lại một thỏa thuận với Việt Nam cho đến khi nhà nước này chấm dứt vi phạm nhân quyền và trừng phạt những người bất đồng ý kiến. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam phản đối phát biểu của Thủ tướng Singapore. Tin Việt Nam, báo Thanh Niên loan tin ngày 4 tháng 6 năm 2019, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, đã phản ứng trước việc ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, đã đưa thông tin lên trang mạng xã hội cá nhân rằng Việt Nam đã xâm lược chiếm đóng Cambodia. Theo đó, bà Hằng nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc vì phát biểu của ông Lý Hiển Long không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận, và Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore. Bà Hằng nói rằng trong cuộc chiến chấm dứt tội ác chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ ở Cambodia, Việt Nam đã có những đóng góp hy sinh trong công cuộc này. Trước đó, vào ngày 31 tháng 5, trên trang Facebook cá nhân của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long đã viết chia buồn về sự qua đời của ông Prem Tisulanoda, cựu Thủ tướng Thái Lan. Khi ông Prem còn sống, ông Prem đã cùng các nước thành viên ASEAN chống lại Việt Nam xâm lược Cambodia và chính phủ Cambodia thay thế Khmer Đỏ. Lúc này, Thái Lan ở tiền tuyến đối mặt với các lực lượng Việt Nam vượt qua biên giới với Cambodia. Ông Prem đã phản đối sự chiếm đóng của Việt Nam ở các diễn đàn quốc tế. Theo báo Thanh Niên, trước dòng tin của Thủ tướng Singapore, ông Thi Ben, Bộ trưởng Quốc phòng Cambodia, cho rằng bình luận của ông Long là sai sự thật, không phản ánh đúng lịch sử. Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn VYEA xin trân trọng thông báo lớp hè năm thứ 43 của Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn VYEA một lần nữa mở cửa đón chào quý thầy cô, anh chị em thiện nguyện viên, các em TA và học sinh cho 16 lớp dạy tiếng Việt và luyện thi SAT. Xin ghi danh tại VYEA.com trước ngày 15 tháng 6 để bảo đảm có chỗ học và tránh việc lệ phí thay đổi sau ngày đó. Nói tới việc bảo tồn văn hóa của một dân tộc, không thể bỏ qua việc bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc đó. Tuy vậy, duy trì được tiếng Việt
cũng như duy trì bản sắc văn hóa Việt cho con em ở nước ngoài là một việc làm khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực từ gia đình, cộng đồng và xã hội, mà trong đó phụ huynh học sinh đóng vai trò then chốt. Ở thời điểm này, buổi sao thời giữa các thế hệ, tiếng Việt tại hải ngoại đang ở trong một tình trạng vô cùng khó khăn và hầu như gần bị âm thầm quên lãng. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị, khuyến khích con em đến trường, dự phần trong việc dạy học, hỗ trợ vấn đề an ninh cho học sinh hoặc đóng góp vào những sinh hoạt khác của VYEA. Tất cả đều là những điều quan trọng giúp VYEA tồn tại, tiếp tục công việc, tuy nhỏ bé nhưng cần thiết cho cộng đồng người Việt và thế hệ tiếp nối của chúng ta là dạy tiếng Việt, phổ biến văn hóa Việt trong xã hội Mỹ, giữ vững giá trị truyền thống Việt Nam cũng như phát triển những sinh hoạt hữu ích khác cho con em chúng ta. Xin chân thành cảm tạ tấm lòng của quý vị. Xin tiếp tục giới thiệu VYEA đến gia đình, thân hữu xa gần và hẹn gặp lại tại trường Robert E. Lee trong ngày khai giảng lớp hè thứ 43 của VYEA vào ngày thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019.